uổng. Sau cùng, ông tự nghĩ ra được một điều làm ông đỡ áy náy. Ông coi số tiền 300 đó như một ân huệ ông ban phát hàng tháng cho một người ruột thịt đã quá cố, đó là bố của Tuần, anh của ông. Có những hôm người giúp việc quét nhà hất tung cả rác rến, đất cát vào người chị dâu ngồi lầm lũi ngoài hiên. Không biết ông vô tình hay cố ý lờ đi mà chưa bao giờ thấy ông lên tiếng. Tuy thế, ông Hải Kim thực sự không phải là người keo kiệt. Những bữa tiệc cuối tuần thường xuyên diễn ra ở nhà ông, bạn bè được đón tiếp rất hào sảng. Những canh bạc thâu đêm có cháo bổ câu tẩm bổ và rượu Hennessy để khách tỉnh táo, ông hãnh diện chu cấp, chưa bao giờ xót xa tiếc của. Bởi vì bạn nhậu, bạn chơi, tuy không phải họ hàng, nhưng toàn là những kẻ có dính dáng xa gần đến việc kinh doanh của ông. Khi Việt Cộng chiếm miền Nam, ông chưa tuột dốc ngay. Địa phương vẫn ve vãn ông là thành phần tư sản dân tộc. Ông cũng có mất mát ít nhiều qua những lần đổi tiền và ở những lần tính toán làm ăn thiếu chính xác. Nhưng nói chung thì vẫn còn của nổi, của chìm. Tiệm vàng Hải Kim thay đổi bộ mặt cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Ông chỉ bày biện thưa thớt vài chùm dây đeo cổ, bông tai, nhẫn cưới và mấy món nữ trang đơn giản. Vàng lá ông cất kỹ trong nhà, chỉ những khách hàng quen thuộc đến hỏi mua hoặc đổi tiền Mỹ Kim, ông mới lấy ra từng lượng. Tuần thì lúc này đã trở về, cưới vợ, làm ăn vớ vẩn. 2 năm sau chàng mua được cái xích lô đạp để tính chuyện lâu dài. Một buổi sáng tháng 3 năm 78, ông Tuần còn nhớ láng máng hình như ngày 23, 24 gì đó. Vợ Tuần xuống xích lô trước cửa nhà ông, hớt hải chạy vào và nói nhỏ: "Chú ơi, cháu nghe đồn nhà nước sắp ban hành chính sách cải tạo thương nghiệp nay mai. Chú nhớ tìm cách giấu vàng hoặc là nhờ ai giữ giùm đi. Họ sẽ đến tận nhà kiểm kê đấy." Ông Hải Kim hơi tái mặt nhưng vội trấn tĩnh, cười cười gạt đi: "Kiểm thì kiểm chứ chú có cái gì đâu mà sợ." Một lúc sau lại đến lượt Tuần hoảng hốt chạy vào và lo âu nhắc ông cái tin kiểm kê mà vợ chàng vừa thông báo. Ông Hải Kim vẫn cười và trả lời như cũ: "Thì cứ để cho họ kiểm, tao có cái gì đâu mà phải giấu." Ông luôn luôn lo sợ thiên hạ biết ông còn vàng, lại càng lo hơn nếu người biết đó là họ hàng thân thuộc. Tuần thấy ông chú bình thản, chàng tin rằng ông chả có gì để nhà nước tịch thu, nên vui vẻ chào ông ra đi. Tuần vừa ra khỏi, ông Hải Kim quay ngay vào, tức tốc gói 40 lạng vàng đã lột hết lớp giấy dầu, bỏ chung vào túi ni lông, gói trong tờ tin sáng và giấu tại một chỗ rất kín đáo, ngay gốc cây trứng cá ở sân sau, mà ông tin là hết sức an toàn. Ông bảo vợ ôm đi 20 lượng, gửi hai người bạn công chức cũ, cũng là bạn mạt trược ngày xưa, mỗi người 10 lượng. Trong tủ vẫn còn hơn 50 lượng. Ông đang loay hoay chưa biết tính sao thì lệnh giới nghiêm đột ngột ban hành và đài phát thanh oang oang đọc bản chính sách cải tạo thương nghiệp. Ông nghĩ nhanh đến vợ chồng Tuần, đến số vàng vừa tẩu tán và thầm cảm ơn vợ chồng thằng cháu mà cả đời chưa bao giờ ông nhớ nó là kẻ thân thích. Còn đang hoang mang nghe đài thì đã thấy toán kiểm kê gần 10 người kéo vào. Họ thuộc đủ thành phần: đội cờ đỏ có mang súng, đoàn viên thanh niên cộng sản, học sinh cấp 3, ủy viên phụ nữ phường và cán bộ thương nghiệp. Tổng cộng 4-5 phe khác nhau cùng làm một công tác để rình rập nhau, không cho ai xé lẻ. Trưởng toán từ tốn chào ông rồi hiền hòa giải thích chính sách, nêu lên những điểm hợp tình hợp lý và nhân đạo khoan hồng của nhà nước để yêu cầu ông thành khẩn khai báo tài sản nhờ nhà nước quản lý giùm. Gã bảo:
Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thì tư sản dân tộc như ông là đồng minh của cách mạng. Nay cả nước đang tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa thì thành phần tư sản dân tộc cũng trở thành đối tượng cải tạo, nhưng là cải tạo hòa bình. Ông nắm vững chưa nào? Ông Hải Kim không hiểu chút gì về những từ ngữ lạ tai đó, nhưng cũng mạnh dạn hỏi lại: Thưa anh, như thế là chính phủ tịch thu tài sản của tôi? Trưởng toán cười lớn: Sao ông lại nói thế? Nhà nước chỉ thu mua theo giá chính thức, trả ông ngay một số hiện kim, phần còn lại thì nhà nước tạm thời quản lý. Khi ông cần đến mà có lý do chính đáng, nhà nước sẽ trả ngay. Ông Hải Kim cúi đầu phân vân. Đoán được những thắc mắc của ông, trưởng toán nêu ra một thí dụ cụ thể để ông khỏi băn khoăn. Đây này, chẳng hạn như khi vợ ông chết, ông chỉ cần trình giấy khai tử là ngân hàng nhà nước sẽ trả ông 200 đồng để làm đám ma, là bởi vì chết là một lý do chính đáng. Mấy khuôn mặt đứng vây quanh ông đang láo liên nhìn khắp nhà và bực mình thấy ông hình như ngoan cố, không chịu hiểu chính sách của nhà nước. Họ bực bội luôn cả trưởng toán: Sao lại cứ kiên trì giảng giải cho thằng tư sản này làm gì? Họ đến để lục lọi chứ đâu phải để nói chuyện thân tình. Biết rằng không khai cũng không được, ông Hải Kim suy nghĩ một chút rồi rộng lượng đưa ra con số 50 lạng vàng mà ông bảo là toàn bộ tài sản của mình. Trưởng toán nhận vàng, cảm ơn, biểu dương ông và cấp giấy biên nhận. Ông ngây ngô cứ tưởng thế là êm chuyện, nào ngờ nhận vàng xong họ không đi, cả toán đóng chốt thêm 7 ngày nữa. Ông cũng không được đi đâu cả, hễ cần ra khỏi nhà thì bị khám xét tỉ mỉ. Và đến ngày thứ 8, bọn người lạ mặt chưa rút lui đã thấy xe vận tải đến đón gia đình ông tập trung tại trường tiểu học Tân Định để chờ phương tiện lên vùng kinh tế mới. Từ đó đến nay đã 4 năm, chế độ vẫn còn, nhưng tình huống đổi thay bất ngờ. Năm đầu khi vấn đề hộ khẩu còn chặt chẽ, ông chôn mình trên mảnh đất hoang vu, không dám mò về thành phố. Đã lâu lắm, ông mới có dịp hiểu hết ý nghĩa của hai tiếng nghèo đói mà bao năm qua ông chỉ đọc thấy trong sách vở. Hai người bạn thân mà ông gửi gắm chút vốn liếng cuối cùng, có người tử tế đưa lại ông một nửa, còn người kia thì bợ luôn và lánh mặt. Họ biết ông không dám thưa, vì tố giác ra thì chính ông sẽ chẳng lấy được vàng, lại còn thêm tội tẩu tán tài sản xã hội chủ nghĩa nữa. 2 năm sau, đất hoang chưa khai phá hết, vườn cây chưa kịp trổ trái đầu mùa, mấy lượng vàng của ông đã cạn sạch. Cũng may, chính sách hộ khẩu dần dà nới lỏng, ông theo thiên hạ mon men trở về thành. Ghé lại con phố xưa, để lại bà vợ già héo úa trên rừng vắng. Ông đau xót trông lại căn nhà cũ bây giờ đã biến thành trụ sở ban công an phường. Ông ngỏ ý xin tá túc ở nhà tuần trong con hẻm ăn thông ra đường Nguyễn Văn Trỗi để ngày ngày có dịp lân la gần gũi ngôi nhà cũ mà ông tin chắc 40 lượng vàng vẫn còn nguyên vẹn dưới gốc cây trứng cá. Tuần vốn nặng tình họ hàng, lúc này đạp xích lô cũng khấm khá nên nhận lời mời ông về ở. Ông giấu kín câu chuyện bí mật riêng tư, không hề nói cho kẻ thứ hai biết. Và càng giấu kín, ông càng đăm chiêu, có khi ngồi thừ cả ngày, chả nói với ai lời nào. Vợ Tuần cứ xót xa tội nghiệp bảo ông: Thật khổ cho chú thím quá, chúng cháu thì vất vả quen rồi, đã đành. Nhưng còn chú thím và các em sống sung túc quen, bây giờ làm thế nào mà chịu được cơ chứ? Ông Hải Kim nhìn vợ Tuần dò xét, xem có phải đó là lời móc họng nhẹ nhàng của đứa cháu dâu hay không. Nhưng tuyệt nhiên ông thấy vợ Tuần rất chân thành. Ông ngẫm nghĩ, hay là nó nghĩ mình có tiền cho nên nó mới tử tế như thế. Ít khi ông tin là trên đời này lại có kẻ tốt bụng mà không hàm chứa một ý đồ lợi dụng.
Ông suy ở chính ông thì biết. Ngày xưa đọc sách thấy người ta bảo những kẻ tốt bụng thường nghèo, muốn làm ơn, muốn giúp đỡ kẻ khác mà không có điều kiện để thực hiện hảo ý của mình. Suy nghĩ lại thì ông thấy điều đó sai. Khi nghèo người ta mới nghĩ tới thi ơn giáng phúc, rồi khi có của trong tay thì lại quên ngay và nhận ra những ý nghĩ tốt lúc còn nghèo chỉ là sự xả dối, muốn đánh lừa trời Phật để may ra trời Phật tưởng thật mà cho họ giàu có đó chăng. Chính ông ngày mới vào miền Nam còn nghèo rất mùng tơi, ông cũng quyết định rằng khi giàu sẽ làm rất nhiều việc từ thiện. Rồi ông giàu thật, ông có nhớ đến ai nữa đâu. Thế thì hai vợ chồng thằng Tuần này sở dĩ mà tử tế với ông hai năm nay không phải vì bản chất chúng nó tốt, mà vì đang âm mưu gì đây. Ông tần mẩn nghĩ và luôn luôn tự đặt mình trong thế thủ, luôn luôn phòng bị, mặc dầu ngày nay ông chẳng có gì để người ta lợi dụng. Suốt hai năm, hầu như ngày nào cũng đi ngang căn nhà cũ, ông hình dung ra từng góc cạnh quen thuộc thuở xưa. Những thằng công an thấp thoáng trong đó, ông có cảm tưởng như bọn quỷ dữ canh gác kho tàng của ông. Không biết đến thuở nào, ông mới hy vọng đặt chân vào lại và moi gốc cây trứng cá lên. Có lúc mềm lòng, ông đã toan kể cho Tuần nghe điều bí ẩn đó, nhưng lại lo lắng gạt đi và tự nhủ, làm thế nào mà tin được nó. Đúng ra thì bây giờ ông không còn tin ai nữa. Hai thằng bạn hào phóng năm xưa còn quỵt vàng của ông. Huống chi Tuần sinh ra đã nghèo xác xơ, tránh sao khỏi lòng tham bẩm sinh. Cũng có đêm thao thức, ông tính kế làm quen một gã công an đang cư ngụ trong căn nhà cũ của ông, bàn với nó để nó moi vàng lên chia đôi. Nhưng ông gạt bỏ ngay ý nghĩ điên rồ đó. Vợ chồng Tuần thương ông quá, nhưng chẳng biết tính sao. Có hôm vui miệng, vợ Tuần thành thật đề nghị: "Chú ạ, cháu nghĩ hay là chú kiếm việc gì làm cho nó khuây khỏa, chứ cứ ngồi một mình cả ngày thế này buồn chết." Sợ ông hiểu lầm là mình phàn nàn ông ngồi không ăn bám, chị lại vội thêm: "Làm gì mà chỉ ngày một buổi thôi cho nó đỡ buồn, chứ tiền bạc thì cũng chả cần chú ạ." Dịch vé số lúc này lan tràn cả nước. Ông Hải Kim nghĩ đến chuyện đi bán vé số, vừa nhàn hạ, vừa có dịp đi đó đi đây cho rộng cẳng. Nhưng ông chỉ làm được 3 ngày thì bỏ nghề. Ông cũng lân la đến những chỗ đông người, như rạp hát, bến xe, sở thú, để chào mời khách hàng. Nhưng ở đâu ông cũng thấy hình như người bán vé số đông hơn khách hàng. Và lại, ông không thể bắt chước kiểu mời khách như bọn con nít lì lợm được. Một cặp tình nhân ngồi trong tiệm ăn, đứa bé bán vé đến gần gạ gẫm, khách không mua, nó cứ đứng lì ra. Khách đành phải miễn cưỡng rút một vé, trả tiền để nó đi cho khuất mắt. Chẳng lẽ ông già đầu thế này mà cũng dở trò trơ trẽn đó ra hay sao? Ông lui về nằm nhà, kiểm lại từng đồng bạc vốn lời, và càng xót xa nghĩ đến số vàng kếch xù trong căn nhà cũ. Mỗi độ xuân về, lòng ông nao nao khắc khoải. Bao nhiêu dĩ vãng vàng son ùa tới, làm đôi mắt ông mờ đi vì đẫm lệ. Ông thả bộ lang thang qua các khu phố chợ xôn xao, cố tìm lại vài nét quen xưa, nhưng lại càng làm lòng ông trùng xuống. Chiều nay ông mua về 2 chậu quất. Đó là món quà đầu tiên ông tặng thằng cháu sau 2 năm tá túc. Ông ngẫm nghĩ nhiều quá rồi. Ông sẽ kể cho Tuần nghe câu chuyện chôn vàng mà ông cứ tưởng rằng suốt đời chỉ mình ông giữ kín. Ừ, biết đâu nó chả có cách. Nó là thằng lao động chân tay, ai cũng quen biết vì tính tình hiền hòa, hiếu khách. Nhưng muốn nó làm việc đó cho ông sẽ phải rất khôn khéo dụ dỗ, để trước hết nó kín miệng, và sau nữa, nếu may mắn nó có lấy ra được thì sẽ không phản ông mà ôm trọn. Lý do của 2 chậu quất là thế.
Ông nằm thiêu thiêu ngủ. Ngoài trời đã tối sẫm, tiếng trẻ con bi bô đón Tết khiến ông chợt nhớ đến người vợ héo hắt trên vùng kinh tế mới và lòng như thắt lại. Ông ngồi dậy, rót ly nước uống cạn. Người cháu dâu vừa bày xong mâm cơm, lễ phép mời ông sang bàn bên cạnh. Ông hỏi: "Thế thằng Tuần nó về chưa?" "Dạ, nhà cháu đang rửa mặt dưới bếp ạ." Nhìn hai chậu quất đặt ở góc nhà, chị than: "Mà chú mua quất làm gì cho nó tốn phí ra." Tuần chạy lên ngồi vào bàn, nhìn những món ăn thịnh soạn chiều cuối năm, ân cần gắp vào chén cho ông Hải Kim. Vợ Tuần đề nghị: "Chú ạ, ngày mai mùng 1, nhà con xin phép chú đạp mấy cuốc xe sớm để kiếm ăn. Chiều thì nhà con về sớm, đưa chúng con đi mừng tuổi hàng xóm." Ông Hải Kim đang bận suy nghĩ chuyện riêng tư, ậm ừ đáp cho qua: "Các cháu tính thế cũng được." Cơm nước xong, Tuần toan đẩy xe ra làm thêm vài chuyến gỡ gạc đêm cuối năm, định bụng giao thừa mới mò về, thì ông Tuần lững thững đến bên cạnh và nói nhỏ: "Thôi nghỉ đi cháu ạ, chú có câu chuyện muốn bàn với cháu." Tuần khựng lại, dương mắt nhìn, chẳng thấy giọng nói ông Hải Kim tối nay có vẻ nghiêm trọng lắm, và đôi mắt ông đăm đăm sâu thẳm. Tuần vội đẩy xe vào nhà, theo ông ra con hẻm vắng. Hai chú cháu thả bộ ra đường Nguyễn Văn Trỗi. Các sạp hàng dựng tạm bợ để bán Tết đang lục đục tháo gỡ. Ông Hải Kim gọi hai ly đậu đỏ và hai cái bò bía, bảo Tuần chọn một cái bàn xa tít sát mặt lộ. Thế là trong một ngày, ông đã làm đến hai việc tốt đối với đứa cháu, là mua chậu quất và trả tiền đậu đỏ bò bía. Rồi ông bắt đầu kể, và dù giọng run run cảm động, ông cũng tỉnh táo lựa lời khôn khéo, rào trước đón sau, nhấn mạnh đến tình nghĩa họ hàng thắm thiết giữa ông và Tuần, để nhắc nó: "Nếu có lấy được vàng, đừng phản ông." Ông cầm cái thìa nhỏ, vẽ vẽ trên mặt bàn, như một sĩ quan chỉ dẫn mô hình hành quân trước giờ xuất trận. Ông nói nhỏ: "Lấy lại được, chú cháu mình chia nhau xài." Ông mập mờ không nói rõ phần của Tuần sẽ được ông chia là bao nhiêu, chỉ tạm thời dùng hai tiếng chia nhau một cách có chủ đích. Tuần băn khoăn hỏi: "Không biết có còn ở đó hay không?" Ông Hải Kim trợn mắt đáp: "Còn chứ, đứa nào biết mà moi lên." Tuần lại ưu tư hỏi thêm: "Chú chôn ngay ở gốc cây trứng cá à?" Ông Hải Kim gật đầu: "Ừ, cách gốc cây đổ hơn một gang tay về phía nhà bếp. Thật ra thì chỗ đó là cái hang chuột. Hôm mày với vợ mày bảo tao là nó sắp kiểm kê, thì tao nhét vội xuống đó lấp đất lên. 7-8 ngày chúng nó sục sạo ở trong nhà, chả chừa chỗ nào. Nhưng chúng nó không có ngờ là chú lại giấu ở ngay ở ngoài gốc cây." Tuần đột ngột nói: "Nhưng mà chú ạ, cháu nghe nói vàng mà chôn dưới đất nó chạy đấy chú ạ." Ông Hải Kim chố mắt nhìn Tuần kinh ngạc: "Cái thằng nghèo mạt dẹp này sao cũng biết chuyện vàng chạy? Hay là nó có của mà nó giấu mình?" Ông chợt hối hận đã phun ra chuyện bí mật này cho Tuần biết, và chăm chú nhìn đôi mắt Tuần xem có dấu hiệu gì chứng tỏ Tuần là đứa gian ác như sách ma y thần tướng đã dạy hay không. Tuần thì không chú ý, chàng ngẫm nghĩ rồi nói: "Công an phường thì cháu có quen thằng Cấu. Tính thằng này thì ham chơi lắm. Cháu thường rủ nó đi uống cà phê và nói xin lỗi chú tụi cháu lén xuống xóm chơi bời nữa. Hay là để cháu bảo riêng nó, đào được thì mình chia cho nó một ít." Ông Hải Kim giơ tay ngăn lại: "Này, chớ có giọng. Người nhà còn chả tin được, huống hồ là công an." Ông chợt thấy mình lỡ lời. Người nhà còn chả tin được, thế thì Tuần là cái gì mà ông dám kể chuyện này? Ông vội chữa lại: "Chú thấy chỉ có cháu thôi, có mình cháu là người nặng tình nghĩa ruột thịt, nên mới nói riêng với cháu.
Được thì chú cháu mình cùng hưởng, nhưng cháu nhớ kín miệng, lộ ra là đi tù cả nút đấy. Những ngày kế tiếp, Tuần khổ sở còn hơn ông Hải Kim. Ông chú nói ra được chuyện bí mật thì lòng cũng nhẹ bớt phần nào. Nhưng còn thằng cháu, vì được ông chú tín cẩn phó thác chuyện quan trọng, đâm ra thao thức tính toán. 3 ngày Tết, chàng cứ thẫn thờ như kẻ mất hồn. Nhiều khi vợ hỏi cũng đãng trí quên cả trả lời. Làm thế nào để lấy ra 40 lạng vàng đang nằm trong trụ sở công an kia? 40 lạng vàng năm 82 là cả một gia tài vĩ đại. Bao nhiêu năm đi ngang căn nhà cũ của ông Hải Kim, ít khi Tuần chú ý. Nhưng từ ngày biết số vàng còn nằm trong đó, hễ có dịp đạp xích lô đi qua, Tuần đều chừng chừng ngó vào, soi mói. Chàng tìm cách leo lên nóc nhà kế bên để nhìn xuống cái sân sau có cây trứng cá mà ông Hải Kim đã mô tả. Chàng thấy cây trứng cá vẫn còn đó. Dưới gốc là cái chuồng gà và chiếc lu sành chứa nước mưa. 3-4 tháng trôi qua, ông Hải Kim càng lo âu. Mối lo cũ là vàng đã biến mất vẫn còn trong đầu, thì lại thêm mối lo mới là nhỡ rủi thằng cháu lấy được nhưng không trả. Có đêm ông giật mình ngồi bật dậy vì một ý tưởng khủng khiếp thoáng đến với ông. Biết đâu chừng mấy tháng nay Tuần đã âm mưu cùng thằng Kiều nào đó lấy hết số vàng chia nhau mất rồi. Sáng sớm ông chờ Tuần vừa bước chân khỏi giường đã hỏi ngay: Thế nào cháu, có tính được kế gì không? Tuần khổ sở đáp: Chưa chú ạ. Rồi Tuần kiếm cách ra trụ sở công an xin giấy. May quá gặp ngày Kiều trực ban. Tuần bạo dạn ghé tai Kiều nói: Cho tới ra sau nhà đi tiểu tí nhé. Kiều lưỡng lự rồi đáp: Đi. Chàng đi tuốt ra sân sau, hồi hộp nhìn cây trứng cá trồng sát bức tường gạch cũ kỹ đã nứt nẻ. Phía trên có chằng kẽm gai và ngọn cây lấp ló vươn lên khỏi hàng rào. Gã công an hậu cần đang vặt sau nhìn Tuần ngạc nhiên: Mò đi đâu thế này? Tuần cười ngượng nghịu: Xin anh cho nó đi giải nhờ một tí ạ. Gã công an cũng quen Tuần nên không gay gắt lắm, chỉ nhẹ nhàng bảo: Nhà đái ở trong bếp ấy, ra chi đây? Tuần xin lỗi rồi quay vào. Câu chuyện chỉ có thế, nhưng Tuần kể cũng kể lể thật chi tiết cho ông chú nghe. Ông Hải Kim coi đó như một bước tiến đầu tiên rất đáng khích lệ. Ông bàn với Tuần hay là liều lĩnh leo bức tường phía sau, nửa đêm lèn vào bới gốc cây lên. Tuần suy nghĩ và thấy kế hoạch đó táo bạo quá. Cả đời chàng chưa đi ăn trộm bao giờ, huống chi lại ăn trộm nhà công an. Nó bắn cho thì bỏ mẹ. Hôm sau, Tuần rủ Kiều đi ăn phở và làm một vòng ăn chơi tận chợ lớn. Kiều vốn là đứa công an hù hóa nên đi ngay lập tức. Tuần hỏi thăm vu vơ đời sống trong trụ sở, thói quen ăn ngủ và giải trí của Kiều cùng các đồng nghiệp gian ác khác, khiến Kiều ngạc nhiên vì quen Tuần đã mấy năm, hôm nay sao tự nhiên Tuần lại có vẻ thân tình như vậy. Nhưng gã mê hưởng thụ nên chuyện cảnh giác tạm gạt qua một bên. Tuần về báo cáo ngay cho ông chú biết. Ông Hải Kim lại vui thêm một lần nữa, mặc dầu cả 2 bước tiến của Tuần đột nhập vào phía sau làm bộ đi tiểu và tốn mớ bạc bao thằng Kiều ăn chơi, thực sự ra không giúp ích gì cho việc đào vàng. Nửa năm nữa lại trôi qua, ông Hải Kim già hẳn đi. Ông tuyệt vọng lắm rồi. Có lẽ đành chết già trong con hẻm nhỏ này mà thôi. Biết đời nào nhìn lại được gói vàng quý giá ấy.
Tuần cũng khắc khoải không kém. Hai chú cháu nhìn nhau, thở dài thườn thượt. Cho đến một hôm, Tuần đạp xe ngang, tình cờ thấy chiếc ba gác đang đổ gạch cát xi măng xuống trước cửa trụ sở ban công an để Cửu và một thằng khác khuân vào. Tuần thắng xe lại, dừng lại hỏi: "Xây nhà đấy à anh Cửu?" Cửu ngẩng lên, đưa tay lau mồ hôi: "Chữa lại cái tường phía sau bị lở." Tuần lại tò mò hỏi thêm: "Sụp tường à?" Cửu đáp: "Ừ, lở đến nửa năm rồi đấy chứ, mãi đến bây giờ phòng vật tư mới chịu bán xi măng." Tuần xuống xe, đến ngồi xổm bên đống cát và nói với Cửu: "Mấy anh mà cũng biết cả nghề thợ nề nữa à?" Cửu cười: "Biết cái máu gì, thuê cụ Chu đến chữa đấy chứ." Tuần gật gù, bâng khuâng nói: "Thế à?" Rồi chàng chào Cửu và quay xe về, suy nghĩ mãi. Vợ chàng thấy chàng về sớm, ngạc nhiên hỏi: "Ơ, sao lại về sớm thế này?" Tuần uể oải đáp: "Mệt quá, nghỉ một buổi, chiều khỏe thì lại đạp lại." Tuần ngồi thừ ở phòng khách, nghĩ cách theo ông Chu vào trụ sở ban công an. Đối với vợ chồng Tuần, cụ Chu là người hàng xóm vui tính và thân thiết, ở cách chàng có mấy căn trong con hẻm nhỏ. Cụ già rồi, không còn đi làm được nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn lãnh các việc lặt vặt cho lối xóm. Tuần ngồi bật lên, khoác áo đi sang bên đó. Đến trước nhà cụ Chu, thấy bóng cụ thấp thoáng sau bếp, Tuần ho mạnh làm hiệu. Ông lão nhìn ra, gọi lớn: "Tuần đấy à, hôm nay không chạy xe, vào hút thuốc." Tuần ung dung đi vào, ngồi ngay xuống kể lể: "À, con định bỏ nghề luôn cụ ạ." À, cụ Chu trợn tròn mắt: "Bỏ nghề? Chỉ nói dại, trai trẻ không đạp xe định làm trò trống gì mà kiếm ăn?" Tuần đã chuẩn bị sẵn nên giải thích: "Thưa chả giấu gì cụ, con định xin vào làm cho công ty xây cất, nhưng mà họ đòi phải biết qua loa công việc một tí, thành thử ra con định sang xin cụ truyền nghề cho con." Ông cụ cười: "Học nghề ấy à, học cả đời còn chửa đi đến đâu mà học dăm hôm vài bữa thì ăn thua mẹ gì." Rồi ông say sưa kể lể hơn 40 năm kinh nghiệm mà ông rất hãnh diện, từ việc nhỏ như tráng xi măng cái sân đến những dự án lớn như cất nhà lầu, cả đời chưa ai dám phàn nàn về tay nghề của ông. Tuần kiên nhẫn lắng nghe, chờ dịp để bày tỏ ý định của mình. "Vậy thì cụ cho con theo nhé. Từ hôm nay hễ mà cụ đi làm ở đâu thì con xin xách đồ nghề theo cụ. Cụ sai gì con làm đấy." Ông Chu vẫn chưa dứt ý. Đã lâu lắm mới có một người chịu hỏi han về nghề thợ nề cao quý và tỏ ý thán phục tài năng của cụ, nên cụ không thể bỏ lỡ cơ hội trình bày ngay thành tích của mình. "Cậu thấy không, đến công an còn phải biết tiếng tôi cơ mà." Tuần vội chộp ngay: "Thưa cụ sắp làm nhà cho công an." Ông Chu chép miệng nói: "Nhà với cửa cái gì, họ nhờ sửa cái tường, nói xin lỗi việc ấy thì tôi chỉ búng ngón tay là xong." Tuần đưa đầy: "Nghe cụ nói con ham quá, hôm nào cụ nhận việc cụ cho con theo nhé." Ông Chu chỉ đáp gọn lỏn: Sáng mai thì tao bắt đầu." Tuần hân hoan đứng dậy và nói: "Vâng, thế thì sáng mai cụ cho con theo, con sẽ qua cụ sớm." Tuần chào cụ Chu rồi ra về. Thực ra thì không phải công an biết tiếng cụ vì cụ làm giỏi, mà họ thuê cụ chỉ vì cụ làm kỹ mà lại lấy công rẻ. Nhưng chớ có dại mà mướn cụ trả tiền công nhật, vì tính cụ rất kề cà. Công việc nhiều khi chỉ cần một ngày, nhưng cụ cũng kéo ra 2-3 bữa. Lối xóm biết thế nên họ thường chỉ khoán trắng cho cụ, bao giờ xong cũng được. Được Tuần nhận làm đệ tử, cụ Chu khoái chí lắm. Sẽ có nhiều dịp cụ khoe với người khác về việc Tuần năn nỉ cụ cho theo học. Suốt ngày hôm đó, Tuần hồi hộp chờ đợi. Thời giờ trôi qua sao quá chậm,
chàng đi ra đi vào sốt ruột. Chàng kể cho ông Hải Kim kế hoạch của mình. Ông Hải Kim khuyên chàng là nên mặc quần dài, áo rộng để nếu moi được vàng thì dễ nhét vào người mang về. Tuần cả quyết: cháu đã tính xong cả rồi, xin chú cứ an tâm. Hôm sau, Tuần giấu theo một con dao dài to bản, bỏ chung vào thùng đồ nghề của cụ Chu. Vợ chàng kinh ngạc thấy chồng không đẩy xe ra như thường lệ. Ưu Tư hỏi Tuần: ơ hay, đạp xích lô đang kiếm ăn được, sao tự dưng lại nghỉ là thế nào? Tuần giải thích: người ta mướn mấy hôm, trả tiền hậu lắm, dịp may để anh nghỉ chân. Vợ Tuần không tin, vì làm cho công an thì có bao giờ lại được trả lương hậu. Nhưng chị ngại không dám hỏi thêm. Mấy gã công an quen mặt thấy Tuần xách đồ nghề theo ông Chu cũng lấy làm lạ. Mỗi đứa hỏi một câu, Tuần đều lặp lại: tôi bị sưng chân không đạp xe được, nằm nhà thì tù túng quá. Chả giấu gì các anh, tôi thích lao động, ngồi một chỗ không chịu được nên theo cụ Chu học nghề. Câu nói làm dáng thích lao động của Tuần không được bọn công an chú ý cho lắm. Công an nhân dân của Sài Gòn năm 82 không còn là thứ công an chính hiệu vô sản 7-8 năm về trước. Chúng biết Tuần không ham lao động, cũng như chúng, nếu có thì cũng chỉ vì tiền mà thôi. Công việc đầu tiên của Tuần là theo lệnh ông Chu tháo dây kẽm và phá đi bức tường cũ. Lúc nào tâm trí chàng cũng ưu tư về cái gốc cây trứng cá mà chàng vừa nhấc bỏ lu nước với cái chuồng gà sang một bên. Đám công an nhàn rỗi, lâu lâu lại kéo ra một vài đứa ngồi xổm nhìn Tuần làm việc. Mặc dầu công việc cũng chẳng có gì đáng nhìn. Gần hết một ngày, Tuần thấy không có chút hy vọng nào sáng sủa hết. Ông Hải Kim ở nhà thì đúng là ngồi trên đống lửa. Ông lo đủ thứ. Từ chuyện lỡ rủi ro Tuần bị bắt quả tang, khai ra tên ông thì ông sẽ bị vào tù, tới chuyện Tuần và ông Chu có thể bí mật thông đồng với nhau để qua mặt ông. Dù ít khi gặp mặt ông Chu, nhưng tự nhiên trong giây lát, ông Hải Kim cũng hình dung ra cặp mắt của ông Chu thuộc loại gian ác. Nhưng dù nghĩ gì, ông Hải Kim cũng nhất định không rời khỏi nhà dù chỉ một phút. Đúng ra thì ông ngồi thường trực ngay trên bậc cửa ra vào, vì sợ bất thần Tuần đào được vàng trở về không thấy ông sẽ nảy ra lòng tham chăng. Xế chiều, khi bóng Tuần vừa vào tới đầu ngõ, ông đã xông ra đón và đăm đăm nhìn. Ông không nhìn mặt Tuần xem nỗi vui hay buồn, mà ông chăm chú theo dõi toàn thân Tuần để đoán thử xem chàng có giấu thứ gì lạ trong quần áo hay không. Tuần lắc đầu trước khi ông hỏi: chưa được chú ạ, cả đám công an cứ quanh quẩn ở sân không làm gì được. Ông Hải Kim thấy cần phải có thêm đôi lời động viên thằng cháu, mà mục tiêu tối hậu vẫn là để Tuần đừng có phản ông. Không biết tại sao ông cứ đinh ninh rằng thể nào Tuần cũng lấy lại được vàng, và mối lo âu lớn lao nhất làm ông tốn thì giờ suy nghĩ nhất vẫn là đề phòng Tuần sẽ gạt gẫm ông. Ông mở đầu bằng vài câu ân tình cũ kỹ rồi minh bạch trả giá: cháu ạ, chú biết là cháu chả cần đâu, nhưng mà nếu lấy được thì chú tặng cháu hẳn 10 lượng làm vốn. Tuần chỉ cười không nói gì. Ông Hải Kim biết số vàng 10 lạng hơi ít đối với công lao của Tuần. Ông đã toan tăng thêm lên, nhưng rồi lại thôi. 10 lạng vàng, nó chỉ là một thằng cháu nghèo bẩm sinh mà ông lãng quên gần 30 năm nay. Với cuộc sống êm đềm hiện tại, với nhu cầu đơn giản, nó đâu có cần tiền nhiều như ông. Hôm sau bắt tay vào công việc xây cất, ông Chu dạy Tuần cách thức trộn hồ, cách xếp gạch, chặt gạch và đo đường thẳng mà không cần dùng thước.
Ông nói tỉ mỉ và hãnh diện. Tuần kiên nhẫn lắng nghe, có ý câu giờ. May ra công việc có thể kéo dài thêm vài hôm nữa thì càng tốt. Ông cụ bảo Tuần: không có mày, tao chỉ làm vèo một buổi là xong. Nhưng mà mày đã muốn học thì phải học cho ra học, phải chú trọng đến mỹ thuật. Đừng có mà cái dở thói qua loa cho xong, cơm nhà chúa múa tối ngày, mang tiếng lắm. Trâu chết để ra, người ta chết để tiếng. Ông nói luôn miệng, yêu đời như trẻ thơ. Cứ xây được một hàng gạch, ông lại dừng tay, lùi ra xa ngắm nghía, gật đầu, ừ ngâm mấy câu kiều mà Tuần vẫn thường nghe người ta hát. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trăm năm trong cõi người Tạo. Thêm một ngày bề ngoài vui vẻ mà trong lòng như lửa đốt, Tuần lững thững trở về tay không. Ông Hải Kim lại đón chàng bằng bộ mặt cũ, bằng những lời ân nghĩa cũ, và Tuần cũng trả lời bằng những câu tương tự của hôm trước. Cuối cùng chàng an ủi: chú cứ an lòng, có lẽ công việc kéo dài thêm được độ hai hôm nữa. Ngày mai cháu sẽ cố ra tay. Hai ngày đầu tuy chẳng đào được vàng, nhưng cũng giúp Tuần biết rõ thói quen ăn ngủ của đám công an. Trở ngại của chàng bây giờ là ông Chu, chứ không phải là bọn công an nữa. Bởi vì bữa cơm trưa tập thể của cả trụ sở thường diễn ra lúc khoảng 12 giờ và kéo dài tới hơn nửa tiếng đồng hồ, thừa sức cho Tuần đào sới. Nhưng sự hiện diện của cụ Chu tại đó làm chàng e ngại. Tuần đang lo âu thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Gần tới bữa ăn, gã trưởng ban đột ngột chạy ra sau xem bức tường xây dở và bảo cụ Chu: này ông cụ, chặt bỏ cái cây kia đi. Tường á, sở dĩ nứt là vì rễ cây nhớn quá, ăn sâu dưới đất đâm vào chân tường đấy. Chặt đi cụ nhé. Tuần vồ ngay lấy cơ hội: cụ ơi, cụ về ăn cơm nghỉ trưa đi, con ở lại con đốn cây cho cụ, chỉ nửa giờ là xong. Nhưng ông Chu nói như mắng: mày biết cái gì mà mày đòi đốn cây, ngộ nhỡ nó ngã ra ngoài sập mái nhà người ta thì làm sao? Tuần cả quyết: con làm được mà cụ. Cụ Chu ngẫm nghĩ rồi cầm con dao dứ vào thân cây và giảng: mày muốn làm tao cho mày làm, nhưng phải xem đây này. Muốn cho cây đổ về phía nào phải chặt xiên mấy nhát mở miệng về phía đó trước, rồi mới chặt phía đối diện cao hơn vết chặt bên kia khoảng một gang. Như thế nó sẽ đổ về cái phía mà mình đã mở miệng, nhớ đấy. Ông cụ dặn xong ra về. Trong nhà, bọn công an lục tục lôi chén bát ra chuẩn bị bữa trưa. Tuần hồi hộp nhấc một bao xi măng và mấy viên gạch đặt ở gốc cây trứng cá để đề phòng khi đang moi, nếu có ai thấy chàng sẽ lấp lại ngay. Vừa làm, Tuần vừa lấm lét nhìn vào phía trong. Đám công an chia nhau ngồi hai bên chiếc bàn dài, bắt đầu dùng bữa. Mùi thịt kho đưa ra thoang thoảng làm Tuần chợt nhớ ra là từ sáng đến giờ, vì hồi hộp và ưu tư, chàng chưa ăn miếng gì vào bụng. Tuần liếc mắt vào bếp một lần nữa rồi bắt đầu dí mũi dao xuống đất. Tim chàng đập thình thịch, mồ hôi vã ra chảy đầm đìa hai bên má. Cứ ấn được một nhát, chàng lại ngẩng lên nhìn vào trong bếp, và đào được khoảng một gang tay thì bỗng thằng Cửu bưng bát cơm vừa và lấy và để vừa bước ra sân sau. Gã nhồm nhòm nhai và hỏi Tuần: thế không về ăn chưa à? Định lòng thông tầm luôn hay sao đây? Tuần vội lấy mấy cục gạch hất xuống che cái lỗ vừa đào và ngẩng lên đáp: tính cụ Chu cũi khề khà lắm, có cái tường mà chả biết đến bao giờ mới xong, tôi cứ phải dục như là dục đò. Cửu cũng biết thế, nhưng chưa kịp lên tiếng phụ họa để phê bình cụ thì bên trong bỗng có tiếng gọi: này Cửu, phòng vật tư quận mới điện xuống hỏi cái phiếu xuất kho cậu cầm nhầm về, giả lại ngay cho người ta để người ta vào sổ.
ăn xong chạy ngay lên đưa cho họ. Mai kia có việc cần gì thì nó mới bán cho. Cửu quay vào và ngồi luôn không ra nữa. Tuần mừng rỡ moi gạch lên và lại đào tiếp. Chàng quăng con dao thọc tay xuống vực đất. Và chỉ một phút sau, sáng hôm sau, Tuần vừa thức giấc đã thấy ông chú ngồi sẵn ở mép giường uống trà hút thuốc. Vợ Tuần chưa dậy, ông Hải Kim nắm chặt bàn tay quả quyết rồi gọi Tuần lại, nói nhỏ vài lời cảm ơn để nhập đề cho câu chuyện chính là chia của.
ông bảo: "Cháu ạ, chú thím chẳng may mất cả gia sản, đưa nhau lên sống mãi trên rừng, cơ cực đã mấy năm nay. Nhờ trời thương, bây giờ lấy lại được ít vốn cũ. Chú định lo cái hộ khẩu ở thành phố, chắc cũng mất đến 10 lạng là ít. Rồi phải mua căn nhà cũng tốn món tiền nhớn. Có còn được chút ít thì để thím mày với các em làm vốn buôn bán. 2 năm nay chú thấy vợ chồng mày ăn nên làm ra, chú cũng mừng. Bây giờ chú gửi mày 3 lạng, gọi là lấy thảo." Ông ngừng lại vì thấy nói thế cũng đã đủ hết các lý lẽ để biện hộ cho việc nuốt lời hứa của mình rồi. Trong đầu, ông chuẩn bị sẵn những câu để đối đáp và tay trái thọc vào túi quần, cầm sẵn 2 lạng vàng, chờ Tuần năn nỉ thì đưa ngay. Nhưng Tuần vẫn cười bình thản, đẩy tay ông lại. Vừa lúc ấy, vợ Tuần trong nhà đi ra. Chị đang nằm lim dim thì thoáng nghe được mẩu đối thoại quan trọng, nên phải lật đật chạy ra và nói: "Thôi, thôi chú ạ. Của chú thì chúng cháu xin gửi lại chú cả. Khi nào cần thì chúng cháu sẽ xin." Ông Hải Kim há hốc mồm kinh ngạc. Ông cố định thần nhìn xem có phải vợ chồng Tuần đang hờn dỗi hay không. Nhưng rõ ràng ông thấy cả hai đều rất chân thành. Ông nhét vàng vào túi, cười ngượng nghịu và nói: "Thế cũng được. Ừ, cần thì bảo chú một tiếng nhé." Dứt lời, ông xách vali bước nhanh ra cửa.